lưu ý trước khi xem chuyện đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé chúc mọi người xem chuyện vui vẻ linh hồn của cậu cũng làm thẻ đánh bạc mặc phàm nhìn mục bạch hỏi ừm tớ chọn cờ để cho cậu saga asakori hắc long đại đế đều cùng một bên ban đầu asakori với hắc long đại đế ở bên phe kia tô lộc ở bên này với cậu mục bạch nói nói cách khác vì để đội hình hoàn mỹ như vậy mục bạch cũng cực luôn linh hồn của bản thân nếu như thua mục bạch thân là kỳ thủ cũng sẽ xuống địa ngục với bọn họ trong lúc nhất thời thì mặc phàm không biết nên nói cái gì một hồi lâu sau mặc phàm mới nói xin lỗi vì đã cuốn cả cậu vào chuyện này đánh cược linh hồn cái này không phải là sống còn bình thường một khi thua thì mục bạch cũng sẽ vào địa ngục chịu cực hình nếu mục bạch đã từng tới hắc ám vị diện thì cũng biết nơi này khủng bố tới mức nào đặc biệt là rơi vào tay của hắc ám vương chân chính ý nghĩa sống không bằng chết mặc dù vừa nãy mục bạch miêu tả trông rất đơn giản ba ván tháng hai nhưng mặc phàm có thể tưởng tượng được vào lúc đó mục bạch khó khăn như nào mới trốn thoát được khỏi tay hắc ám vương lại như ngồi đánh cờ trên đoạn đầu đài đi sai một bước đao rơi đứt đầu quá trình chơi cờ lại là dần vật cực hạn chứ đừng nói cái sau vượt cái trước thắng liền hai ván hiện tại mục bạch vì mình lựa chọn chơi cờ với hắc ám vương càng không xuất hiện tình huống tự giết lẫn nhau dùng linh hồn của bản thân để được chọn quân cờ đánh cược nhiều như vậy làm sao mà mặc phàm không cảm thấy xấu hổ cùng cảm động đừng nói như thế cậu với lão triệu đi thiên sơn tìm ti thạch anh cho tớ một cơ hội sống lại chỉ là một phán cờ tớ thắng được hai lần thì sẽ cũng thắng được lần thứ ba huống chi dù có một phần cơ hội thắng thì tớ cũng sẽ ngồi ở đây đưa cậu hắc long asakori saga vào một chỗ cậu một thân một mình đi dubai tất cả những gì cậu làm đều đáng để mỗi người bọn tớ kính nay yên tâm cậu không chiến đấu một mình đâu mục bạch chân thành nói mục bạch không đi dubai mà khi mặc phàm gặp nạn mục bạch sẽ không tiếc bất cứ giá nào kéo mặc phàm ra khỏi vũng bùn hắc ám trận phân tranh này vĩnh viễn không chỉ có một mình mặc phàm chiến đấu loại người có dã tâm thống trị bừng bừng như tô lộc nhất định phải lật đổ triệt để mục bạch cũng không cảm thấy bị cuốn vào trong phiền phức mà cảm thấy vạn phần vinh hạnh bởi vì mục bạch cơ hội tham gia vào ván cờ với hắc ám vương mặc phàm dám trả giá tất cả chỉ vì tới hiệp hội ma pháp châu á đòi công đạo thuộc về tất cả người trong nước mục bạch còn dựa vào cái gì để không dám đánh ván cờ bàn cờ này liên quan tới sống chết của hơn một vạn người bị cuốn vào bàn cờ này liên quan tới mặc phàm tới mình tới đại thiên sứ saga ở thánh thành linh hồn tự do của hắc long đại đế bàn cờ này càng liên quan tới một vương quốc dơ bẩn cùng càng hủ bại sai đọa hơn cả hắc ám vị diện lấy tô lộc làm quốc vương xem có bị phá vỡ triệt để hay không mục bạch may mắn trở thành kỳ thủ điều khiển thế cuộc biến hóa vào lúc này không đứng ra thì lúc nào mới có thể đỉnh thiên lập địa mạc phàm gật đầu cảm nhận được tâm tình của mục bạch tuy rằng chỉ có thể làm quân cờ nhưng người từng chơi cờ đều hiểu rõ dù là quốc vương hay cấm vệ quân vận dụng tốt thì cũng sẽ phát huy tác dụng mang tính chất quyết định mục bạch là một học bá cũng là một người thích chơi trò sách lược Mạc phàm tin vào tài đánh cờ của mục bạch bất kể là quân cờ hay kỳ thủ khi nào không có tranh đấu được ăn cả ngã về không cần triệt để buông tay một kích có vinh cùng vinh có tổn cùng tổn cờ bắt đầu rồi hắc ám vương thần thông thông thiên triệt địa gắt gao áp chế tất cả sinh vật trên bàn cờ mục bạch duy trì hô hấp đều đều không chỉ liên quan tới linh hồn bản thân càng liên quan tới nhiều người quan trọng hơn nữa tô lộc một tay che trời nếu để mặc phàm đại thiên sứ hắc long đại đế có can đảm khiêu chiến với hắn phải triệt để lưu lạc địa ngục trên thế giới này còn có ai dám đối kháng với hiệp hội ma pháp châu á như lần này tô lộc thống trị thì sẽ càng thêm cuồng dã lan tới vô số quốc gia vậy nên mục bạch mỗi nước đi ngươi đều phải nghĩ rõ những người tử vong trên chiến trường sẽ không phục sinh lại giọng của hắc ám vương mang theo vài phần khiêu khích cố ý cường điệu hậu quả nhiều lần mục bạch không lay động nhìn về phía cấm vệ quân một cái hắc ám vương rất cấp tiến trước tiên để heo hao ba đầu tiến vào nước đi này chẳng khác nào vừa muốn bắt đầu đã chém giết sạch sẽ trận giang cưa chống đỡ mục bạch cố hết sức để cấm vệ quân luân phiên trên dưới cũng nhanh chóng để kỵ sĩ cùng chiến xa tới chỗ có thể ăn cấm vệ quân trước một nước vị trí ăn rất đơn giản quân bên địch dám đụng vào cấm vệ quân của phe mình nước cờ kế tiếp của mình sẽ ăn quân địch mạo phạm bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau điều này cũng được gọi là cờ chim sẻ mục bạch cũng sẽ không lãng phí một binh một tốt trong trận hình phòng ngự của mục bạch còn bố trí thêm một tầng phản kích chính là lấy kỵ binh chiến xa làm cờ chim sẻ thật đáng tiếc lần này ta không muốn chém giết quá lâu hắc ám vương phát ra âm thanh bỗng nhiên hắc ám vương bắt đầu hạ lệnh heo hao ba đầu bắt đầu tấn công bừa bãi cấm vệ quân mỗi một bước đều là tiến công dù cho toàn bộ trò chơi đều tuân theo quy tắc cờ tiến lên khi cấm vệ quân chém giết cùng heo hao ba đầu tình cảnh không khác gì một hồi chiến tranh chân thực sốc tinh thần chúng ta cùng tác chiến coi như cơ hội sinh tồn chỉ là một phần vạn cũng đừng buông bỏ dễ dàng tất cả truyền thuyết đáng sợ trong quá khứ liên quan tới địa ngục mà mọi người nghe được đều là sự thật hơn nữa địa ngục hắc ám chân chính tuyệt đối còn đáng sợ hơn những gì được nghe trong cấm vệ quân ông lão độc nhãn cao giọng nói người này khi xếp cờ thì tụ lại nhân tâm cổ vũ sĩ khí lão già này đại khái là một lão tướng quân của quốc gia nào đó hơn nữa cố hết sức làm mỗi người thức tỉnh lại đấu trí của mỗi người lão già này rất có khát vọng được sinh tồn heo hao ba đầu đến rồi bày trận ngàn vạn không được hoảng nếu mọi người là cấm vệ quân mang ý nghĩa thực lực cả hai bên đều ngang nhau dù cho phe bên kia tấn công chúng ta không phải không có khả năng sống sót lão già độc nhãn cao giọng nói nơi này có hơn 1.100 người dưới sự chỉ huy của lão già độc nhãn tất cả mọi người xếp thành tường trận chiến tranh. Từng tòa lầu canh được dựng lên, dây leo cổ thụ đan sen hình thành cây cầu ở chỗ cao, cây xương rồng cùng bụi gai quấn lấy nhau, tạo thành chiến hào thực vật đặc thù. A, à, ta quên bổ sung quy tắc này hắc ám vương nhất môi cười lạnh. Cấm vệ quân heo hao ba đầu nhảy vào ô cấm vệ quân nhân loại, bỗng nhiên ở chỗ cao hiện ra tấm vải đen khổng lồ. Trên tấm vải đen có từng sợi hư vô rủ xuống, vừa hay buộc vào thân của mỗi pháp sư nhân loại. Hơn ngàn người không ai may mắn thoát khỏi, trên người đều xuất hiện sợi đen như vậy, như sợi dây con rối. Mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu đây là thứ gì. Quân cờ bị bên ăn, thực lực sẽ bị cưỡng chế áp chế giảm xuống 30%, theo thời gian trôi qua sợi đen áp chế sẽ biến mất hắc ám vương nói. Vì thế hai bên chém giết, sống chết do thực lực. Nhưng cờ thuật cũng rất quan trọng. Áp chế 30% năng lực cùng sức mạnh này khá then chốt. Trong bàn cờ này rồi dào nguyên tố, mỗi người có thể dùng được năng lực nguyên bản của mình. Nhưng vì hắc tuyến áp chế, bất kỳ ma pháp hủy diệt, cầm cố, phòng ngự đều chịu suy yếu không tên bao gồm cả tốc độ thi pháp cũng giảm bớt. Vốn một vạn pháp sư đối kháng với mười mấy Hellhound ba đầu cũng không phải không có phần thắng, nhưng vì áp chế mà tường thực vật của nhân loại bị Hellhound ba đầu cắn ra, chúng nó xông vào trong đâm người, cắn xé bừa bãi. Máu tươi, chân tay đứt đoạn, nội tạng vương đầy trên đất, Hellhound ba đầu hung tàn cực điểm, chúng nó trời sinh là quái vật xé vật sống, nắm giữ ba đầu khiến chúng nó điên cuồng tranh giành một mục tiêu. Có người thì đầu ở chỗ này thân ở dưới móng vuốt, tứ chi lại bị hai đầu khác nhai, nhìn qua khủng bố cực điểm sắc mặt ông lão độc nhãn tái nhợt lao lực nghĩ ra những cách an bài dùng tất cả mọi cách để ngăn heo hao ba đầu cuối cùng người bên mình không đỡ nổi được một đòn gà như là biến thành đơn phương giết chóc rồi áp chế 30% sức mạnh tố chất tâm lý của nhân loại không mạnh bằng sinh vật bóng đêm một khi heo hao ba đầu hùng hổ nhào lên đã làm phòng ngự của mọi người trong nháy mắt chiến ý của cả đội cũng sẽ tan vỡ ngay lập tức vì thế áp chế của ván cờ này chẳng khác gì một phương bị áp chế đến bại thê thảm cực điểm một cấm vệ quân bị ăn không còn lại bao nhiêu còn heo hao ba đầu có vẻn vẹn ba con chết cảnh này khiến những cấm vệ quân khác hoảng loạn tựa hồ như heo hao ba đầu mạnh hơn pháp sư nhân loại bọn họ rất nhiều ban đầu không tới mấy nước cờ thì trận doanh bên này đã tổn thất tới hai cấm vệ quân tình cảnh còn gần như là tàn sát hơn hai ngàn người thi thể phủ đầy bàn cờ mùi máu tanh miêu tả cảnh tượng địa ngục càng thêm chân thực tàn khốc kỵ sĩ song trảm mục bạch cao giọng nói mục bạch dùng kỵ sĩ kỵ sĩ chính là asakori cùng hắc xương kiếm chủ của cô ấy kỵ sĩ là phe tấn công asakori bước vào vùng đầy thi thể trước tiên dùng hắc hư tuyến giáng xuống heo ba đầu tà khí thô bạo sau khi được tắm rửa trong máu tươi tựa hồ cũng chịu áp chế mấy phần phấn khích asakori rút ra một thanh trường kiếm màu đen một tầng ánh sáng đen quanh quẩn xung quanh thân thể thướt tha của asakori hình thành một ám nhuyễn giáp rất vừa vặn nhất tự kiếm asakori dường như là một kiếm sĩ nữ vương to nhã nhưng lại ác liệt sau khi bước về phía trước một bước lập tức thấy một vệt ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua cực nhanh như điện vào một con heo ba đầu heo ba đầu này tùy tiện cực điểm lại còn tính vồ lấy asakori khách bổ giữa chán đầu ở giữa chạm từ cổ tới đuôi chiêu kiếm này hoàn mỹ chia đôi heo hao ba đầu tựa như không có sai lệch nào tốt quá rát là lợi hại một kiếm chảm sát những pháp sư kia trợn mắt ngoác mùm không so sánh thì sẽ không biết heo hao ba đầu đáng sợ bao nhiêu hơn trăm pháp sư bị heo hao ba đầu tùy ý hành hạ tới chết bao gồm cả một ít pháp sư cao dai cũng không may mắn thoát khỏi nhưng cô gái đại diện cho quân kỵ sĩ ra chiêu là thuấn sát không cho heo hao ba đầu một cơ hội nhỏ ảnh nguyệt kiếm vũ khí trong tay asakori không phải vật phàm lúc trước ở học phủ chi tranh mặc phàm đã được lĩnh giáo qua nhưng qua vài năm kiếm kỹ hắc ám của asakori càng thêm tinh xảo cảm giác mỗi lần ra tay đều hơn hắc ám kiếm chủ lại là ba con heo hao ba đầu bị asakori chặt đầu nhanh chóng chín cái đầu lăn tới chỗ các cấm vệ quân khác cách đó không xa trên mặt mỗi cấm vệ quân đều lộ ra kích động xem ra bên bọn họ cũng có tồn tại nghiền ép mười mấy heo hao ba đầu vậy mà không sống nổi mấy phút dưới kiếm của asakori một bên khác đang chém giết là hắc xương kiếm chủ hắc xương kiếm chủ cũng vô cùng mạnh đường kiếm tuy không nhẫn nhụi như asakori không như gai đánh trúng điểm yếu nhưng kiếm của nó là trọng kiếm trọng kiếm rơi xuống đất dạn nứt mấy cây số kiếm khí hắc ám cuốn qua như biển gầm cuồn cuộn kiếm khí màu đen hóa thành một cơn lốc có năm sáu heo hao ba đầu lao tới trong khoảnh khắc đã bị xoắn thành thịt nát mưa máu tầm tã Bất kể là bên Asakori hay bên Hắc Sương Kiếm chủ đều là một phương tàn sát. Bất kể như nào thì cũng là quân kỵ sĩ, cao hơn cấm vệ quân, huống hồ do chủ động ăn, sức mạnh của Hellhound ba đầu bị giảm đi 30%. Phạm vi hoạt động của kỵ sĩ rộng hơn, không phải chỉ là tiến lên phía trước. Cũng không phải Mục Bạch cố ý để hai cấm vệ quân hy sinh, sau đó để Asakori cùng Hắc Sương Kiếm chủ thu gặt khi Mục Bạch bày trận hình đã chuẩn bị sách lược bảo vệ tốt mỗi quân cờ. Nhưng thực sự tính cách của Hắc Ám Vương rất quái lạ, dưới tình huống biết có chim sẻ ở đằng sau, vẫn lựa chọn cấm vệ quân để heo hao ba đầu phát động tấn công chẳng khác gì lưỡng bại câu thương vì để thắng lợi tôi cần kiếm của cô tấn công mục bạch nói với asakori cậu cứ đi nước cờ của mình không cần lo nhiều asakori thể hiện ra kinh nghi y tế có được tiếp tục tấn công tôi muốn cô xử lý một kỵ sĩ của đối phương mục bạch nói kỵ sĩ trong bàn cờ có thể nói là tồn tại rất đặc thù bởi vì di chuyển đặc thù vận dụng được mà nói nhiều lúc còn hơn cả hoàng hậu cùng chiến xa mục bạch biết vẫn phòng thủ thì hắc ám vương sẽ lấy phương thức tự bạo để đổi quân nếu như nhiều người bị giết như vậy dù có thắng được ván cờ này cũng không có chút ý nghĩa nào bản thân ván cờ này nằm ở thế yếu mục bạch cần có được thắng lợi cuối cùng mặt khác cần bảo tồn được đủ quân cờ vì thế mà ván cờ này nhất định phải nghiền ép dùng trí tuệ của mình dùng sách lược để thắng asakori cùng hắc xương kiếm chủ là chim sẻ nhưng mục bạch nghĩ tới nhiều nước cờ sau khi chém xong cấm vệ quân heo hao ba đầu của đối phương hai quân kỵ sĩ xuất hiện ở vị trí tấn công rất có lợi quân cờ then chốt của đối phương không đụng tới asakori cùng hắc xương kiếm chủ mà bọn họ có thể chọn lùi hoặc chọn phóng tới nhiều mục tiêu. Hắc Ám Vương tự bạo như vậy, tương đương với rơi xuống thành. Tôi ở sau lưng cô Saga nói với Asakori. Ừm, để tôi đi mở đường Asakori nói. Hội hợp với Hắc Sương kiếm chủ ở bên trái bàn cờ, hai kỵ sĩ phối hợp với nhau, sau lưng có chiến xa Saga hộ tống. Mỗi một nước mà Mục Bạch đi đều trải qua đắn đo suy nghĩ, càng tính toán tất cả nước cờ của đối phương trong lòng. Hắc Ám Vương có chút hối hát Vì để đối thủ mang chút hối hận trong lòng, vì để người như mục bạch gánh lấy hổ thẹn với cái chết của hơn 2.000 người mà hắc ám vương đã mất đi nhiều quyền chủ động trước mắt kỵ sĩ asakori đã đến bên trái phe hắc ám vương trực tiếp uy hiếp tới ba cấm vệ quân một kỵ sĩ cùng một giáo chủ mà bên hắc ám vương có thể trực tiếp thuấn sát asakori cũng chỉ có quân hoàng hậu nhưng nếu hoàng hậu xuất kích giết asakori vậy thì chiến xa saga của đối phương lập tức khiêu chiến với hoàng hậu luận thực lực thì thánh nữ hắc ám mạnh hơn saga không có lực lượng đại thiên sứ nhưng dưới tình huống áp chế 30% sức mạnh khó mà nói trước được kết quả một khi để saga chảm sát hoàng hậu ván cờ này đã phân thắng thua triệt để hắc ám vương nhiều nhất là có được linh hồn của hai ngàn người mà thôi đó không phải là kết quả mà hắc ám vương mong muốn hắc ám vương sẽ không chọn nhầm nước đi mỗi một nước cờ đều đắn đo suy nghĩ may là hắc ám vương thích loại thi đấu này nhưng trình độ chưa đạt tới đại sư của nhân loại mạn châu xa hoa vu hậu tiến vào sau khi chiếm được tiên cơ mục bạch lập tức đưa quân cờ mấu chốt vào khu vực bên phải thực tế ngay khi vừa bắt đầu thì mục bạch đã để asakori đi hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch giả như đối phương bị hù dọa lấy phòng thủ hay quấy giày hai kỵ sĩ tiến lên như vậy hoàng hậu đối phương sẽ di chuyển sang bên phải bên phải có hai cấm vệ quân heo hao ba đầu mạn châu xa hoa vu hậu vừa ra tay căn bản là dễ dàng thậm chí mọi người còn không nhìn kỹ mạn châu xa hoa dùng tà lực quỷ dị gì heo hao ba đầu khô khéo như thực vật biến thành một bộ hài cốt khô quát mục bạch không ngại đặt mạn châu xa hoa vu hậu vào một vị trí nguy hiểm bởi vì bất kể là giáo chủ hay kỵ sĩ của đối phương cũng không dám tùy tiện tới khiêu chiến áp chế 30% năng lực hoàng hậu vẫn là hoàng hậu đến khiêu chiến chính là tự sát vì thế ván cờ này không hoàn toàn là tranh tài cờ nghệ kỳ thủ hai bên đều cần cân nhắc tới cả thực lực của quân cờ cũng không phải quân cờ nào cũng có thể ăn mục bạch rất nhanh hiểu ra quy tắc này vì thế mà sau khi để hai kỵ sĩ hấp dẫn hoàng hậu với quốc vương của đối phương mạn châu xa hoa có thể chém giết ở trách bên phải chiến trường nước đi hay đấy saga thở dài trận doanh bên này nhân loại vẫn chiếm đa số hú chi những người bị tô lộc phát điên kéo vào địa ngục bọn họ thấy mục bạch đi mấy nước cờ đã có ưu thế áp chế ván cờ trên mặt từng người đều nở nụ cười. Hắc Ám Vương, quy củ của ngài vẫn quá chiếm ưu thế, giả như ngài muốn ai chết thì cứ tùy tiện hy sinh một quân cờ là được, mà tôi hy vọng là những nữ nhân này có thể sống sót ra ngoài mục bạch nói với Hắc Ám Vương. Như vậy thì ngươi có đề nghị gì hay đây, cục diện này ngươi đã chiếm ưu thế, vậy còn chưa đủ sao?" Hắc Ám Vương nói. Người trên bàn cờ, cho dù là giành được thắng lợi thì cũng chén giết lẫn nhau, linh hồn vẫn thuộc về ngài Mục Bạch nói. Ta thích công bằng, nếu một trò chơi mất đi công bằng vậy thì đã mất đi thú vị vốn có của nó người mạo phạm ta ta sẽ dùng pháp lực vô thượng để giết kẻ đó người khiêu khích ta ta sẽ nhân danh chúa tể hắc ám mà giam cầm linh hồn kẻ đó nhưng đã là trò chơi ta sẽ đóng tốt vai trò của nhân vật trong trò chơi tuyệt đối không vượt qua tuyệt đối không nuốt lời ngươi nói rất có đạo lý nhưng ta không cách nào phục sinh người chết hắc ám vương ôn hòa nhã nhận nói chém giết ở nơi này chết là chết hắc ám vương có thể giết người nhưng không thể phục sinh người cũng không hy vọng hắc ám vương chấp vá một người thân hình không còn hoàn chỉnh có thể đến điểm dừng thôi được không mục bạch hỏi không có tử vong thì trò chơi nhạt nhẽo vô vị hắc ám vương nói mục bạch tiến hành các thử nghiệm đều không thể có được một ít bồi thường từ hắc ám vương như vậy đi giả như ngươi thắng thì những lữ nhân còn sống trong rừng rậm hắc ám ta sẽ thả bọn họ hắc ám vương nói bị chọn vào bàn cờ đều là ma pháp sư nhưng thực tế trong hắc ám vị diện còn một phần người bình thường không biết dùng ma pháp chờ đợi những người này chính là cái chết hắc ám vương đưa ra một điều kiện bù đắp nho nhỏ đó là mục bạch thắng sẽ để những người vô tội bị tô lộc cuốn vào đây còn sống sót rời đi bao gồm cả một nữ nhân nào đó từ thế giới khác không cẩn thận rơi vào hắc ám vị diện bọn họ khổ sở tìm một lối ra nhưng kết cục đều giống nhau hắc ám vương có thể để bọn họ rời đi bồi thường những người bị chảm trong ván cửa này nếu như hắc ám vương đã quyết định như thế có muốn thay đổi lại thì cũng không có khả năng lắm giả như có thể mang những người vô tội kia rời đi cùng vậy cũng coi như là bồi thường cho những cấm vệ quân chết trước đó dù sao không ít người đều có bằng hữu ngo y thân người nhà cũng bị cuốn vào con trai tôi ở trong trong rừng rậm nếu như nó thể sống rời đi tôi đồng ý chiến đấu với quân cờ cấp bậc cao hơn chỉ cần cuối cùng thắng là được quả nhiên là có một ma pháp sư trung niên khuôn mặt đầy nước mắt nói hy vọng người này không cần bản thân có hy vọng muốn đứa con trai 17 tuổi của mình có thể rời khỏi địa ngục này nó vẫn còn trẻ tuổi chưa thấy qua đặc sắc của thế giới này tại sao lại bị cầm cố vĩnh viễn trong địa ngục hắc ám nó có năng khiếu như vậy ngóng trong ánh bạc đỉnh cao nhất trên tháp pháp sư dubai bởi vì tô lộc vô nhân tính mà xóa bỏ đi tất cả của nó yên tâm tôi sẽ dùng hết tất cả để mọi người sống sót hy vọng mọi người ở trong thế yếu đối mặt với cấm vệ quân kỹ sĩ giáo chủ chiến xa cũng đừng dễ dàng từ bỏ chiến đấu cái quy tắc này xưa nay không định nghĩa một phương bị ăn thì nhất định sẽ chết mục bạch nói với những pháp sư cấm vệ quân nói đúng chưa tới thời khắc cuối cùng thì mọi người không thể từ bỏ một phen cổ vũ mục bạch cũng không biết là có tác dụng không trong một cấm vệ quân có hơn ngàn người trong tất cả hơn ngàn người này đều đồng ý chiến đấu sao mục bạch không cho là như vậy nhưng có thể cổ vũ những người có ý cầu sinh cực mạnh đầy đủ người mọi người mù quáng theo một khi không có sĩ khí tựa như một bầy cừu bị một con sói tùy ý chà đạp. "Mục Bạch, tớ còn phải đứng bất động ở chỗ này sao?" Bỗng nhiên Mạc Phàm hỏi. "Tạm thời là thế" Mục Bạch nói. Nhưng không có bất ngờ gì xảy ra thì sau ba nước cờ tiếp theo, Saga hoặc Asakori sẽ đụng phải hoàng hậu của đối phương, mà lại là phương bị áp chế Mạc Phàm nghiêm túc nói. Mạc Phàm vẫn đang nhìn bàn cờ, cũng hiểu được tính toán. Bình thường Mạc Phàm lười động não, nhưng vào lúc này tư duy Mạc Phàm chuyển động cực nhanh. Mục Bạch không nói gì, vì Mặc Phàm thôi diễn cũng không sai. Asakuri hoặc Saga rất có khả năng va chạm với hoàng hậu đối phương. Hơn nữa mục đích của Hắc Ám Vương cũng rất sáng tỏ, nếu Mạn Châu Sa Hoa Vu hậu đã ở trách phải đại khai sát giới, như vậy dù như nào Hắc Ám Vương cũng phải ăn một quân cờ quan thanh chốt bên phía Mục Bạch. Hắc Ám Vương từng bước ép sát, không cho Asakuri có cơ hội trở về đội hình bảo vệ mình, như một đám sói đói trong rừng, không ngừng áp xúc không gian của hai người bọn họ. Có biện pháp hóa giải nào không? Mạc Phàm hỏi. Không muốn ai trong số hai người chết đi, Mặc dù đối mặt với hắc ám vương thì cũng phải nỗ lực hết sức để cho hai người bọn họ sống. Mục Bạch có chút do dự. Có một số việc Mục Bạch đưa ra lựa chọn bản thân, cuối cùng nên bỏ qua ai, để ai sống, kỳ thực Mục Bạch đã rõ trong lòng. Bàn cờ này không phức tạp, nếu như không có việc gì bất ngờ xảy ra, Mục Bạch có thể tính toán nước đi gần thắng lợi. Nhưng làm mức độ lớn nhất chính là để một nửa người trên bàn cờ sống sót. Muốn để tất cả mọi người đều sống sót, vô cùng khó khăn Mục Bạch thở dài một hơi. Khó nhưng mà cách, đúng không? Mặc Phàm hỏi. Mạc Phàm xưa nay không thích loại lựa chọn kiểu này, ít nhất là trước khi dùng toàn lực thì Mạc Phàm sẽ không chọn bỏ ai, giữ ai. Saga không thể chết, Asakori cũng không thể chết được. Nếu như chọn cách này thì tổn thất sẽ nhiều hơn Mục Bạch nói thật. Tạm thời cậu đừng nhắc tới tôn thất, giả như thành công, mọi người đều có thể sống là được rồi Mạc Phàm nói. Mục Bạch nhìn Mạc Phàm. Có chút do dự, nhưng khi nhìn ánh mắt của Mạc Phàm, Mục Bạch như trở lại bác thành, vào lúc đó Mạc Phàm cũng như thế, dù tới kết giới an toàn thì cũng liều mạng đi cứu Diệp Tâm Hạ đại khái trong xương của mạc phàm chưa từng có khuất phục an bài của vận mệnh do ván cờ vận mệnh thao túng cái này chính là thứ mà mình vẫn luôn thiếu nhiều lúc mục bạch sẽ chọn cách ổn thỏa cố hết sức để giảm tổn thất suy tính được nhiều là chuyện tốt nhưng suy tính quá nhiều lại là chuyện xấu mạc phàm không muốn lựa chọn cách kia mục bạch làm sao đồng ý đưa ra lựa chọn tàn khốc cho asa kori cùng saga được mục bạch nói không lựa chọn đây là ván cờ không thể tùy ý điều khiển mạng sống của người nào được tớ sẽ dùng cách cực đoan Giết hắc ám vương không còn manh giáp hoặc chúng ta toàn quân bị đi mắc bạch nói trong đầu mục bạch có rất nhiều cách để giành thắng lợi lựa chọn một khả năng thắng lợi cao nhất có thể giữ lại nhiều quân nhất theo mục bạch thì đây là cách cực hạn có thể làm được cũng là kết quả hoàn mỹ nhất nhưng cũng không chọn vẹn nhất nhưng nghĩ tới không lâu sau đó là bỏ qua mục bạch ý thức được mùi vị đó kỳ thực còn khó chịu hơn là chết vậy thì kiếm một loại kỳ pháp có xác suất thắng cực thấp nhưng có thể để cho tất cả mọi người sống sót vương xe đổi chỗ mục bạch phát động đổi chỗ quân cờ. Hắc Long đổi vị trí với Saga trong lúc nhất thời các sinh vật bị Long uy của Hắc Long làm cho kinh sợ. Cấp Đế Vương Trung Quy là nhân vật đáng sợ nhất, dù là thanh nữ Hắc Ám cũng không dễ mạo phạm. Quốc Vương hành Đeo HG rất hạn chế, nhiều nhất là chỉ đi được một ô. Vì thế Hắc Long Đại Đế mạnh thì mạnh, nhưng không cách nào tàn sát được như Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu. Cũng chính vì hành động bị hạn chế nên nếu Quốc Vương liều lĩnh, rất dễ gặp phải đối phương cắn nuốt. Quả nhiên sau khi Tô Lộc thấy Hắc Long Đại Đế xuất hiện ở phía trước chiến trường, đôi mắt phóng ra tinh quang nếu sức mạnh của hắc long đại đế bị áp chế 30%, tô Lộc tuyệt đối có thể đổ sát con hắc long này hắc long chết rồi bàn cờ này không có ai làm gì được tô lộc tô lộc căn bản không để tâm tới sống chết của những người khác chỉ cần sống sót rời đi thì có thể quay trở lại hắc ám vương phát ra tiếng cười trung quy là dễ kích động lộ ra sơ hở như vậy xin lỗi ta lại dễ quên đi một ít việc trọng yếu còn có một quy tắc không nói rõ với các ngươi hắc ám vương bỗng nhìn nói quy tắc không phải trước khi bắt đầu ván cờ đã định xong sao mục bạch nói ngươi quy định ở nhân gian các ngươi ta ở chỗ này sẽ căn cứ tình huống ván cờ mà thay đổi dù sao rất nhiều trò chơi đều xuất hiện một ít lỗ hổng mà nhà thiết kế không nghi tới bổ khuyết đúng lúc mới thể hiện tính công bằng của trò chơi không phải sao hắc ám vương nói hắc ám vương muốn thêm quy tắc giống như là không còn cách gì hắc ám vương chỉ nói không phá đi tính chất công bằng của trò chơi nhưng không nói là sẽ không thêm quy tắc dù sao bản thân ván cờ này là do hắc ám vương sắp xếp mà giờ khắc này mạng sống của tất cả mọi người đều nằm trong tay hắc ám vương xin mời ngài nói hy vọng là ngài sẽ không thiên vị cho bên của mình mục bạch đã tiếp xúc qua với hắc ám vương biết hắc ám vương là một vị giữ chữ tín ít nhất là đối với những người không tạo uy hiếp với hắc ám vương như bọn họ hoàng hậu quốc vương bao gồm cả chiến xa giáo chủ đều nắm giữ thực lực mạnh giả như trực tiếp để quốc vương vào trong lòng quân địch dù để một đứa trẻ 3 tuổi đến chỉ cần tránh quốc vương bên địch là có thể chém giết không còn manh giáp hắc ám vương sở cằm lúc sắp xếp cờ hắc ám vương tựa hồ chăm chú phân biệt thực lực của những quân cờ này nhưng lại quên một điều quan trọng Hắc Long đại đế cùng Tô Lộc quá mức manh mẽ, cho dù giảm 30% sức mạnh thì Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu cùng Thánh nữ Hắc Ám cũng không thắng được. Như vậy sẽ mất đi cái gọi là cơ nghệ, ít nhất là quốc vương cần một hạn chế. Ngài muốn thêm một hạn chế với quốc vương?" Mục Bạch hỏi. "Không không không, ta cũng không muốn nhằm vào một quân cờ nào đó không bằng như này đi, mỗi quân cờ từng trải qua chém giết đều sẽ tăng thêm 50% năng lực như vậy dù là cấm vệ quân, nếu cậu vận dụng tốt có thể ăn được vài quân cờ khác, vẫn có tư cách hiếu chiến những quân cờ cấp cao hơn như cũ." Hắc Ám vương nói mục bạch lắc đầu nói hắc ám vương điều này không công bánh vì những quân cờ cấp cao có thể không ngừng đi xung quanh ăn những quân cờ cấp thấp tăng trưởng vô hạn năng lực như vậy sẽ mất đi ý nghĩa của trò chơi há ngươi nói cũng có lý vậy trên cơ sở đề nghị của ta ngươi có gì bổ sung vào không hắc ám vương hỏi quân cờ cấp thấp cần có quy tắc công chính hơn nếu không bọn họ sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại trên chiến trường vì thế mà tôi đề nghị quân cờ đồng cấp chém giết nhau bên còn sống được tăng thêm 50% năng lực cấp thấp cùng cấp cao chém giết bên cấp thấp còn sống thì được tăng 200% sức mạnh, bên cấp cao còn sống thì không tăng tư duy mục bạch chuyển động cũng cực kỳ nhanh, cũng đưa ra quy tắc mà bản thân cảm thấy tin cậy hơn. Hắc Ám Vương suy nghĩ một chút. Xác thực quân cờ cấp thấp không có nhân quyền, thậm chí thắng bại của ván cờ này cũng không liên quan mật thiết tới những quân cờ cấp thấp. Thật ra ván cờ thật sự không phải như vậy, mỗi một quân cờ đều mang tính chất quyết định, dù cho là cấm vệ quân, có đủ vị trí mà nói cũng có thể ăn quốc vương. Đương nhiên chơi cờ theo kiểu thuần túy như vậy không có gì hay, phải là loại giết chóc chân thực này mới mang lại cảm xúc nhưng đề nghị của người ta rất thích như vậy mới không còn tẻ nhạt vô vị hắc ám vương nở nụ cười mục bạch lộ ra nụ cười không dễ phát hiện trước đó hắc ám vương nói muốn thêm quy tắc làm mục bạch sợ hết hồn còn tưởng rằng vị chúa tể bá đạo này muốn thêm một ít thứ có lợi cho bản thân nói thật thì hắc ám vương đã muốn thêm thì không ai ngăn cản được may là hắc ám vương trên trò chơi phẩm đức thực sự là một vị vua làm người ta kính nể không đi lại không chơi xấu cũng không thêm những quy tắc lung tung không công bằng mặc phàm cùng mục bạch nhìn nhau mặc dù mục bạch không nói nhưng mặc phàm biết cái quy tắc này để nước cờ tiếp theo của mục bạch càng thêm phần thắng đương nhiên cũng vì quy tắc mới thêm này mà đẳng cấp quân cờ co giãn có thể xuất hiện nhiều chuyện không cách nào dự đoán trước điều này làm cho ván cờ tất thắng của mục bạch không cách nào thi hành thủ không có ý nghĩa nào trước mắt thủ để thắng càng thấp hơn vậy thì cũng có thể buông tay một kích mặc phàm cậu với mạng châu xa hoa vụ hậu đi về phía bên phải chiến trường tớ cần thực lực của cậu tăng lên trong lòng mục bạch đại khái có sách lực mới nói với mặc phàm được mặc phàm gật đầu sở dĩ mặc phàm đi theo lời của mục bạch là bởi vì cảm nhận được mục bạch đang lợi dụng cơ thuật để bảo vệ mình mặc phàm đã lĩnh tâm ý có thể sống sót cuối cùng là mình phần thống khổ kia cũng khó mà từ trong nội tâm tiêu trừ dùng một câu tận lực để giải thích kết cục máu me không trọn vẹn là thứ mặc phàm không thể chấp nhận được mặc phàm không chỉ muốn dùng hết toàn lực còn muốn liều cả linh hồn cùng tính mạng trốn sau lưng người khác cầu sinh tồn mặc phàm không làm được asakuri quân hoàng hậu đang nhìn chằm chằm vào cô trong hai nước đi cô ta nhất định sẽ ăn cô hiện tại tôi chỉ có thể điều động để bảo vệ cô chỉ có saga là bị ăn cũng chính là dưới tình huống bị áp chế 30% sức mạnh chém giết với thánh nữ hắc ám mục bạch nói thẳng tình hình của ván cờ cơ nghệ của hắc ám vương có thể không kém không có khả năng để asakori cùng hắc xương kiếm chủ ở bên phía mình chảm sát lung tung cấm vệ quân saga cùng asakori nhất định sẽ có nguoi trả giá thật lớn quân cờ khác cũng không có cách nào thay thế để tôi bước vào b 6 asakos nói b 6 mục bạch sửng sốt một chút toàn bộ vị trí nhân vật trên bàn cờ mục bạch đều rất rõ ràng mặc dù không cần nhìn cũng biết vị trí b 6 chính là bạch quả phụ đó là quân giáo chủ nói cách khác thực lực của bạch quả phụ đã được hắc ám vương nhận định cùng một cấp bậc với mạc phàm hắc ám vương sắp xếp không nhất định là theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhưng trên cơ bản đều không có vấn đề gì nước cờ này ảnh hưởng tới đại cục sau đó của cậu sao asa kori hỏi ảnh hưởng rất lớn mục bạch khẳng định nói tốt hay xấu tốt vô cùng tốt nếu như cô chết trận mục bạch muốn nói lại thôi Tôi chết trận có thể bết bát hơn Saga bị hoàng hậu giết sao?" Asakori hỏi lại lần nữa. Đương nhiên là không biết Mục Bạch nói. Thực tế mặc dù dùng cơ pháp cực đoan, Asakori với Saga vẫn có xác suất rất lớn một người chết, cơ pháp của Hắc Ám Vương cũng tinh xảo, không để cho hai người bọn họ chạy đi dễ dàng. Vì thế cho dù Asakori chết ở B6 thì toàn bộ cục diện vẫn có lợi, bởi vì Asakori nhường một con đường phúc địa để Saga giết kẻ địch. Trong nước cờ đó, Mục Bạch để Hắc Long đại đế đổi vị trí với Saga, đây là điều mà ván cờ cho phép saga là chiến xa số ô cờ di chuyển không bị hạn chế giả như có thể để saga nhanh chóng tới gần chiến trường của hắc long đại đế có thể hình thành hai đại sức chiến đấu mạnh giết kẻ địch ở gần không còn manh giáp bởi vậy nếu như saga bị hoàng hậu đối phương ăn mang ý nghĩa hoàng hậu ngăn trước mặt saga vẫn như cũ để saga không thể vượt qua thậm chí để giữ lại saga không bị hoàng hậu ăn mục bạch sẽ tốn thêm một nước đi để di chuyển saga vị trí của saga biến đổi toàn bộ tính tấn công liên hoàn vỡ ra hắc long đại đế ở phía trước tư cố vô thân rất dễ bị hắc ám vương lợi dụng quy tắc sinh tồn có được 50% cùng bên bị ăn áp chế 30% mà giết chết. Hắc Long đại đế chết, kết quả ván cờ này là toàn quân bị diệt. Nước đi tiếp theo của Asakori vô cùng then chốt, Mục Bạch hận không thể thế chỗ Asakori, để Asakori làm kỳ thủ, nhưng Mục Bạch không thể đánh nào đánh vỡ được chuẩn tắc. Asakori ác phàm định mở miệng nói. Asakori lại nở nụ cười bình tĩnh, nói, mọi người có thể liều hết tất cả để bảo vệ tôi, tôi rất vui, đã cực kỳ lâu rồi chưa có cảm giác được người ta bảo vệ xuất phát từ nội tâm nhưng tôi không hiểu tại sao mọi người lại thấy tôi cần được cứu thực tế thì tôi asakori sẽ mang mọi người rời khỏi biển khổ này asakori cầm kiếm dáng người đứng thẳng trang nghiêm nhưng không mất đi vẻ đẹp trong thủy mâu bình tĩnh lộ ra kiên nghị cùng lãnh khóc mặc phàm quen asakori như vậy hai mặt xinh đẹp cùng lạnh lẽo gợi cảm cùng đoan trang tùy tính cùng tao nhã asakori bây giờ vẫn giống như một con mèo ba tư trắng như tuyết trời sinh yêu kiều nhưng không mất đi giã tính vốn có tiến công asakori bước vào ô cờ của bạch quả phụ bạch quả phụ là bị ăn vì thế sức mạnh chịu hắc ám áp chế giảm 30%. nhưng bạch quả phụ là giáo chủ lại quên một chuyện nho nhỏ bởi hắc xương kiếm chủ vọng tưởng muốn mang người sống của ta sẽ bị trừng phạt năng lực nguyên bản của hắc xương kiếm chủ thuộc về asakori nhưng ta buộc phải mở nó ra hắc ám vương nói đây cũng chính là nói khi asakori bước vào bàn cờ này cũng đã gặp trừng phạt của hắc ám vương đúng là không có thứ gì thoát khỏi con mắt của ngài được nhưng ngài không cần lo lắng cho tôi tôi thanh xuân tuổi trẻ hừng hực sẽ thuộc về thứ càng tốt hơn tạm không thuộc về ngài thưa hắc ám vương trí cao vô thượng asa nở nụ cười nhạt trả lời hắc ám vương hắc ám vương không có nói gì đứng ở đó trên nét mặt mang theo vài phần chưa tức cũng tựa hồ mong đợi trận chém giết tiếp theo bạch quả phụ quân chủ cực kỳ tà ác đáng sợ trong hắc ám vị diện thân thể nhện mềm mại cất bước trong không khí thậm chí lặng yên không một tiếng động ở sau lưng nhìn chăm chú hồi lâu người đó vẫn hồn nhiên không biết vừa bước vào trong ô cờ bỗng nhiên hắc ám vương thổi ra một luồng chọc khí nhìn thấy ô cờ ban đầu như bãi cỏ đột nhiên dập dờn có thể thấy rõ không gian gợn sóng mang theo từng tia run rẩy trong phút chốc bãi cỏ bằng phẳng màu xanh nhạt xuất hiện một vệt màu lam nhạt nhạt màu lam này không rõ ràng như là thêm một tầng kính Asakori đi phía trên cảm giác mát mẻ cùng ẩm ướt cúi đầu xuống Asakori phát hiện chẳng biết từ khi nào đã đi vào một hồ nước hồ nước sạch sẽ trong suốt cực điểm làm cho người ta không phát hiện được sự tồn tại của nó á rong hạt cát ở dưới đáy hồ cũng thấy được rõ ràng ngẩng đầu lên trên mặt hồ xuất hiện mấy tòa núi nhỏ Asakori đã đi qua rất nhiều nơi ở Trung Quốc để lại ấn tượng rất sâu sắc chính là quế lệ bây giờ trong hồ này xuất hiện những cảnh kỳ tú mỹ lệ kia đẹp tới mức như là đi vào một bức tranh sơn thủy duy mỹ nữ sĩ tao nhã mặc dù đi vào một chiến trường máu me đầm đìa vẫn có thể tao nhã phải không hắc ám vương phát ra tiếng cười câu nói này không chỉ nói với asa kori mà bạch quả phụ trong mắt hắc ám vương cũng là một nữ sĩ tao nhã bạch quả phụ cất bước trên mặt hồ mềm mại không trầm xuống mặt nước gợn sóng nhẹ nhàng hẳn là lung tơ đang dao động cực nhanh rất nhiều sinh vật đặc thù có thị giác rất yếu phải dựa vào thính giác. Mà thính giác của nhện lại nằm trên đùi, khi trôi nổi trên mặt nước, tuần suất rung động cực kỳ nhanh, gợn sóng nhỏ hé hầu như không nhìn thấy. Asakuri đi về phía trước, bạch quả phụ vẫn đứng đó, yên tĩnh tới mức đáng sợ. Kính lôi ảnh. Asakuri là một pháp sư rất chăm chú với ám ảnh hệ, đem ma pháp cùng đấu kiếm kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Sau khi tới lĩnh vực siêu dai, có được siêu nhân lực, càng hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là kiếm cùng ma pháp. Trường kiếm chỉ xéo, sấm sét màu đen nhanh tới mức khoa trương trong nháy mắt chạm về phía bạch quả phụ bạch quả phụ không có dấu hiệu hành động một mực hạ xuống trong lôi kính ảnh né sang ngang vài bước né kính lôi ảnh đột nhiên tới ảnh trước kiếm kiếm ảnh như thoi đưa kiếm lực tạo thành từng đạo lấp lóe đủ khiến hồ nước xuất hiện một vết cắt chỉnh tề hồi lâu không khép lại bạch quả phụ di chuyển trong kiếm ảnh hoa mắt này chính xác tới cực điểm góc độ cùng phạm vi di chuyển đều là vừa vặn tránh né kiếm ảnh bất luận kiếm ảnh dày bao nhiêu nhanh bao nhiêu thì cũng tìm được khe hở cùng khoảng cách kiếm ảnh đan sen hoàn mỹ tránh ra những người khác thấy cảnh này không khỏi hoảng sợ kiếm ảnh này của Asakori khá cường đại, đổi lại bất kỳ người nào đi vào đều sẽ bị cắt thành những miếng thịt tiêu chuẩn. Bạch quả phụ bị hắc ám vương giảm 30% sức mạnh mà tránh thoát không kém chút nào, phảng phất như chân bạch quả phụ có thể báo trước kiếm ảnh của Asakori xuất hiện ở nơi nào. Rất nhanh Asakori đổi mồ hôi tràn trề, ra chiêu không phải là động tác kiếm đẹp mắt gì, mỗi một kiếm ảnh đều dễ dàng phá phòng ngự của sinh vật cấp quân chủ. Trước khi đối mặt với kỵ sĩ hắc ám kiếm chủ của đối phương, ảnh trước kiếm này có thể trực tiếp chảm sát một hắc ám kiếm chủ. Toàn thân bạch quả phụ trắng toát, xem ra bộ da cũng không phải rắn chắc nhưng nếu đòn tấn công nhanh chóng mau lẹ như vậy không có cửa chạm vào bạch quả phụ vậy cuộc chiến này chẳng phải lập tức đã phân cao thấp bạch quả phụ uyển chuyển cất bước trên mặt nước đi tới đã đi lên không khí asakori vốn tưởng bạch quả phụ lợi dụng tơ nhện quỷ bí không nhìn thấy đi trên không trung nhưng kiếm ảnh ác liệt sạch qua bạch quả phụ vẫn ở chỗ cao đồng thời từng bước to nhã tới gần asakori đó là một khuôn mặt trắng xám có gân xanh tà văn che kín con mắt tinh hồng đầu lưỡi to lớn khuôn này ở ngay mặt nhện bạch quả phụ không thuộc hình thể khổng lồ tỷ lệ thậm chí còn tương đồng với nhân loại từ lúc đầu đã nhìn chằm chằm vào asakori bao gồm cả khi tránh né kiếm ảnh con mắt chưa từng rời khỏi asakori mỗi một lần thay bộ ra khác đều trả giá thê thảm đau đớn lại như dùng dao giải phẫu cắt thịt của chính mình nhưng nếu tương lai là dáng dấp mỹ lệ như ngươi ta không ngại chịu khổ đau ngươi cứ yên tâm ta sẽ không phá đi chút dung mạo nào của ngươi dù sao thì lại có ai tự làm ra vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp của mình cơ chứ bạch quả phụ nói tiếng của nhân loại trong lời nói lại mang theo nham hiểm điên cuồng nói xong câu này thì tiếng cười của bạch quả phụ vang lên sởn tóc gáy quanh quẩn bên tai hồi lâu không tản đi đổi ra lại là đổi bộ da của asakori chẳng trách hắc ám vương lại nói là nữ sĩ tao nhã bạch quả phụ là một sinh vật thích trương điền tôi cực hạn chỉ là phương thức trưng diện là cướp đoạt giữ lấy trong cấm vệ quân cũng không thiếu nữ tính các cô gái nghe được bạch quả phụ nói thì càng không rét mà run thử nghĩ tới thân thể cùng diện mạo của mình bị một quái vật như vậy dùng hận trước khi chết tự mình đâm nát chính bản thân hàm 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 tiếng cu oi của bạch quả phụ như kim đâm vào lỗ tai ra đầu tê dại theo bạch quả phụ phát động tấn công nhưng không có dấu hiệu báo trước rất nhiều sinh vật trước khi tấn công ví dụ như sói đều hơi nghiêng về phía sau thoáng quỷ gối nhưng bạch quả phụ tấn công lại không nhìn thấy gì tốc độ mà bạch quả phụ bùng nổ quỷ dị mà tràn ngập sức mạnh không khí bộc phá lợi chảo nhiều tầng asakuri dựa vào bản năng sinh tồn để mà lui lại lợi chảo đoạt mệnh kia vẫn cứ gần trong găng tấc ít hầu trái tim con ngươi bụng đều là nhược điểm mọi người gần như không nhìn thấy động tác tấn công của bạch quả phụ tương tự asakori cũng triển khai tốc độ kinh người khi thì như ảnh nguyệt trong giếng tan ra khi thì như sương mù đen không thực thể khi thì như hoa tuyết hòa tan vào trong nước tan rã trước lợi chảo của bạch quả phụ một trận hỗn loạn giao phong không dưới trăm ngàn lần có tóe lửa lóng lánh có lợi chảo phá không nhưng cuối cùng asakori lợi dụng dịch chuyển tức thời lùi tới một hồ sơn xa xa vai chân khuỷu tay của asakori đều có chút vết máu mặc phàm nhìn thấy những vết thương này không sâu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là Asakori biết móng vuốt của Bạch Quả phụ có kịch độc, đã chuẩn bị phòng độc. Xem ra cần phải thể hiện một chút bản lĩnh thật Asakori nhìn vào vết thu ong. Vết thương nhỏ này vẫn có thể chấp nhận. Dù sao cũng tốt hơn là bị đâm vào nhược điểm. Nhắm mắt lại, phảng phất Asakori không cần dùng mắt nhìn kẻ địch. Khí tức trên người Asakori đang hoàn toàn yên tĩnh, bất động, dáng ngọc yêu kiều, bỗng nhiên tăng lên như một hồi bão táp màu đen khuếch tán ra. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review Chuyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!